chiếc ghe này nó đang vô cảng các bạn, nó đang tìm đường vô cảng nha, đang chạy qua cái lòng lạch. Hôm nay là một ngày sóng rất là lớn tại cửa biển La Ghi, khu vực Bình Thuận các bạn. Đây là một chiếc đi lặn nha các bạn, lặn sò. Này gió cực kỳ lớn, gió và sóng rất là lớn các bạn ơi. Gió ghê sao chứ, quá sóng đánh quá trời dữ luôn các bạn. Quá trời chiếc sò nó chạy. Nghe thông tin thì có một người lặn sò mà bị mất tích ở biển mà vẫn chưa tìm thấy, bị đứt ống hơi gì vậy. Quá trời nghiêng rồi. Rất là quá trời vậy, quá nhảy. Đây là hai chiếc đang vô nữa các bạn, chiếc nhỏ đi trước và chiếc lớn đi sau nha. Sóng quá trời lớn các bạn, đẩy kìa. Rồi chặt ghê thiệt chứ. Nổi gai ốc với mấy chiếc ghe này, nó chạy vô cái cảng các bạn. Đây là khu vực cảng La Ghi của Bình Thuận, là cái cửa biển nha, trong những cửa biển rất là nổi tiếng ở khu vực miền Trung. Đây là giống như là một trong những cửa biển mà nguy hiểm nhất đó, kinh khủng thiệt. Quá trời nghiêng. Chiếc này bị lạc lái rồi, đánh cái đầu hướng qua bên cồn luôn. Trời ơi, lấy lái lại nghiêng à, liếc. Quá ôi ghê không, bám vô mấy người ở trên ghe thôi. Là bú điện đem tới nhà mình hả? Quá trời sóng giữa biển ghê thiệt. Im giống như đợt đó đó. Đây là một tàu đầu kéo đang chạy về các bạn. Cái này nó ghê lắm, tàu đầu kéo huyền thoại nha, ghê chưa, quá trời cuộc sống nó lớn.
sóng ở phía sau khá là lớn nha. Rồi trời ơi lắc nè, cái này là con kéo này là con kéo bất tử đúng không, bị ghê lắm, sống chỗ nào cũng vậy. Một chiếc lặn sò về. Nước ghê thiệt chứ. Đây thêm một chiếc nữa hoàng, một cặp về luôn nha. Quá giật các bạn, đánh cái không còn gì có đầu khô chứ. Lên ga nha, lên ga. Quá trời, sóng ngang sóng ngang, sao cũng lật không. Vậy tiếp tục là hai chiếc đi vào nữa nha, sau thêm một chiếc nữa rồi.
chó lớn mà chạy vô quá vô rồi. Giờ ghe nó đi một ít nữa các bạn ơi. Thank you.
bắt được con sóng lớn và dập đây. Wow, trời ơi. Đây là những thợ lặn. Quá ghê. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại những clip tiếp theo nhé.